Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với buổi quay livestream tại Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và hôm nay thì Thẩm mỹ quốc tế Bali sẽ lại tiếp tục cho mọi người kiểm chứng khách hàng giảm béo thành công tại Thẩm mỹ quốc tế Bali với công nghệ Lipo Slimming, công nghệ đốt mỡ một lần duy nhất. Và hiện tại bây giờ đang là có bạn Hà. Bạn Hà thì năm nay bạn Hà đã 24 tuổi thôi, nhưng mà bạn Hà trước đây đã sở hữu một cái vóc dáng rất là bự. Bạn Hà cũng có chia sẻ là Hà cao 1m7 đúng không? Nhưng mà cái cân nặng của Hà là bao nhiêu cân nhỉ? Nên trước tiên Hà mới khoảng 65 cân. 65 cân thì thật ra thì với cái 1m7 và nặng 65 cân thì cũng không phải là một người quá béo ấy. Thì Hà có chia sẻ với Thẩm mỹ quốc tế Bali là Hà chuẩn bị để đi thi tiếp viên hàng không đúng không? Đúng rồi. Em thì trước khoảng 5 tháng trước em có thi một lần rồi, và em bị trượt bởi vì là cái thân hình em nó hơi khô, chứ mà hồi hộp kiểu mình nó mất cân đối khô như hình ấy ạ. Thế là lúc đấy em trượt, cho nên là lần này em cứ thân đi lại ô phải làm béo được. Ok, trên tay mình hiện tại là có hình ảnh trước khi làm giảm béo của bạn Hà, thì mọi người có thể nhìn là thân hình của Hà khá là mập mạp đó. Và đây là lúc này là cân nặng của Hà bao nhiêu cân nhỉ? 65 cân nào. Thật ra thì cũng một thân hình thì cũng không phải là quá là mập, chỉ gọi là tay nó hơi bị tích mỡ và bụng nó hơi tích mỡ một chút thôi. Và nhìn nó đô ấy, tại vì em cao nhìn nó đô. Đó thì hôm nay là đến ngày thứ tư Hà quay trở lại Thẩm mỹ quốc tế Bali để sau ngày thứ tư thực hiện cái liệu trình giảm mỡ Lipo Slimming rồi ấy, thì lúc nãy mọi người có đo cho Hà là giảm tổng cộng 13.5 cm cho cái vòng bụng. Và Hà về nhà thì thấy cân nặng của mình đã giảm được bao nhiêu ký rồi? Thực sự là em rất là vui bởi vì là sau 4 ngày mà em đã giảm tới 6 cân. 6 cân rồi. Quá bất ngờ đúng không? Và mình thấy rõ nhất ở cái vùng tay và vùng bụng này này thì rất là rõ. Đó. Bây giờ cái hình ảnh này thì là bụng chỗ này nó hơi nhô lên một chút đúng không? Mặc váy ôm là nó hay bị to và bị lộ, không có được mang theo. Cho nên là em xuống hồi đấy là em hay mặc váy xòe nhiều. Váy xòe đỉnh trên. Đúng rồi, trên cái ảnh này thì cũng là thấy Hà đang mặc váy xòe rồi. Mọi người có thể nhìn vào đây cận cảnh là cái vòng eo của bạn Hà bây giờ nhìn rất là đẹp. Đó, và nhìn từ trên cao xuống thì đã thấy eo bây giờ có cái hõm eo rồi. Nhìn mặc váy là nhìn trông rất là quyến rũ và sexy rồi. Thế sắp tới thì ngày bao nhiêu thì Hà sẽ đi thi tiếp viên hàng không nhỉ? Sắp tới là cuối tháng 12 là em đi thi tới cuối tháng 12 à? Thế đấy, thế là bây giờ là đi thi là sẽ tự tin hơn đúng không? Còn mỗi cái điểm này thôi chứ còn tất cả mọi thứ là em rất là vốn tiếng Anh hay là luôn mặt xinh đẹp là tự quá rồi nhờ. Đó, trong quá trình làm thì Hà cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy mình đi được massage rất là thoải mái, không có một chút khó chịu gì cả. Đó thì xin giới thiệu với mọi người là cái công nghệ Lipo Slimming này thì là công nghệ đốt mỡ sinh học giảm béo thuật tự nhiên, không hề phẫu thuật hay là xâm lấn, mà điều trị chỉ cần điều trị một lần duy nhất thôi là đã cho cam kết cho khách hàng là giảm ngay từ 10 đến 30 cm. Đó, giải một chút về cái cơ chế phá hủy mỡ của công nghệ Lipo Slimming đời mới nhất 2019 của Bali được không ạ? Cái cơ chế của công nghệ giảm béo mới này là nó sử dụng tần số sóng siêu âm cường độ cao hội tụ để nó phá tan, nên nó xâm nhập vào trong cái vùng mô mỡ, nó phá tan 1,3 cm mỡ và nó phá tan nó hoàn toàn. Bên cạnh đấy thì nó hầu như là cái tác dụng phụ của nó thì ít vì nó không gây chảy máu hay là tổn thương cái vùng da mà khi mình làm. Trong lúc làm thì khách hàng chỉ cần nóng ấm một chút xíu, rất là hoàn toàn bình thường đúng không ạ? Và cái công nghệ này thì chỉ cần điều trị một lần duy nhất thôi. Nó chỉ cần điều trị một lần duy nhất. Vừa mới có một lần duy nhất thôi mà Hà bây giờ đã lấy lại được một cái vóc dáng rất là thon gọn, cái hõm eo rất là đẹp như thế này rồi. Chúc mừng Hà nhé. Lần này nếu mà khó mà thi đỗ tiếp viên hàng không thì chắc là phải có Bali để xin ít review thôi đúng không? Chắc chắn rồi. Ừ. Đấy, có thể nhìn lại cái tình trạng của Hà nhé. Người nói chung là hơi đậm người một chút, nhưng mà tại vì là với cái vấn đề này thì nó sẽ cản trở cái vấn đề công việc của Hà. Vậy mà Hà đã đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali thì Thẩm mỹ quốc tế Bali cái công nghệ Lipo Slimming này thì nó là cái công nghệ giảm béo đời mới nhất, và Thẩm mỹ quốc tế Bali sẽ cam kết cái chỉ số sức khỏe cho khách hàng và khách hàng sẽ hoàn toàn bình thường. Và ngay sau khi điều trị xong về nhà 1-2 ngày là Hà đã thấy và khách hàng đã thấy là tốc độ đào thải mỡ của nó rất là nhanh. Đó, chỉ có hơn 4 ngày thôi mà Hà đã giảm được 13.5 cm và đã giảm được gần 6 kg mỡ rồi. Giảm nhiều nhất ở cái vùng bụng của cái móc tay đúng không? Vâng, đúng rồi. Nhất là vùng bụng và
kia thì em đứng đi. Với cả cái bộ quần trắng trắng lên nói đi. Nó bị dạng đấy. Vâng, đúng rồi. Thế tại sao Hà lại biết đến cái công nghệ giảm mỡ của khí nước Thái Lan như vậy? Trước kia thì bạn của Hà cũng đã làm đây một lần rồi. Bạn bảo làm giảm nhanh lắm. Thế là hồi đấy mình cũng kiểu mình cũng không bị những nhân viên đâu, khoảng hơn một năm trước thôi. Thế là xong bắt đầu mình cũng không quan tâm lắm. Nhưng đến lúc mà mình đi làm thì nhân viên sau lúc đấy thì mình thấy cái vấn đề ngoại hình quan trọng thì mình không thể mà mình quyết định làm ở đây. Đấy. Thế là rất là chọn đúng nơi để làm rồi đúng không? Vâng. Mọi người có bất kỳ những cái băn khoăn hay thắc mắc nào về cái công nghệ giảm mỡ một lần duy nhất liposlimming của thẩm mỹ quốc tế Bali thì có thể là gọi ngay vào số điện thoại hotline 0386 163 163 hoặc là đến trực tiếp ngay cơ sở 463 Kim Mã Hà Nội để được tư vấn trực tiếp nhé.